Để góp phần thực hiện các chiến lược quốc gia về phát triển khoa học công nghệ và năng lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2018. Tại diễn đàn, những vấn đề về xu hướng phát triển công nghệ năng lượng thế giới, cơ hội cho Việt Nam, vai trò của công nghệ trong phát triển ngành công nghiệp than sạch, cơ hội và thách thức, phát triển công nghệ chiếu sáng thông minh tại Việt Nam, cũng như vai trò của khoa học công nghệ trong ngành công nghiệp năng lượng, v.v. đã được các chuyên gia và doanh nghiệp cùng nhau trao đổi thảo luận để đưa ra những giải pháp góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050. Ngoài ra, diễn đàn cũng là nơi chia sẻ kinh nghiệm, ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc phát triển kinh doanh gắn với tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, qua đó tạo động lực nhận thức chung cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ, tăng cường hiệu quả áp dụng giải pháp công nghệ trong phát triển bền vững ngành năng lượng.